Em hàng nghe chiều cả nhà bên Hoa Lan ạ. Do cái kênh với lại do cái Facebook của bên em á, là tạm thời vẫn chưa có thể livestream để phục vụ quý anh chị em khách hàng đang là mong chờ em bán hàng đó. Thì hôm nay em có một vài cái compo giống như kiểu là một bộ sưu tập ấy. Xem là quý anh chị nào có nhu cầu cần sưu tầm thì ghé xem thử, ủng hộ ở bên em. Trước hết là em có một cái cây cát này đang nở hoa nè. Thì bên này cây này nó nở hoa rồi, anh chị mà mua về làm giống thì em cũng bán được, còn không thì anh chị mua cây nụ. Dạ em còn một cây nụ thôi. Cây này là cây thông 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 su thông su su fan gì đó. Nói chung là em cũng chưa thuộc tên lắm, nhưng mà cơ bản là cái màu sắc cánh hoa và cái bông hoa thì khá là đẹp. Đó thì cái này em bán 200.000 một chậu đó. Bên còn cái chậu nụ đang đây nè. Dạ cái chậu nụ thì khá là nhiều dạ hành đó. Đó chậu nụ bên đây đang có một nụ. Đó thì chậu này em cũng bán 200. Cái chậu thứ hai là nhiều cái thân thôi. Chậu này lần trước nó ra cái nụ là nó bị đuôi cho nên là em cũng chưa xác định được màu, nhưng mà theo nhà vườn đó thì họ sẽ nói là cây này là cây màu vàng hoặc là cây màu xanh. Cái nụ bên này đang có hai cái mèo này đang có hai cái nụ ở bên trong này rồi đó, thì nó sẽ là cây màu vàng hoặc là cây màu xanh ngọc đấy ạ. Thì nếu mà anh chị mua cây này thì về chờ sổ em thì em cũng chưa nắm được, bởi vì cái nụ này hôm trước em chờ đó mà nó lại bị đuôi. Thì bên này là nó ok rồi, em soi thì nó đang là nó lớn dần lên rồi. Cái chỗ cái cây thứ hai mà em có bên đây là em bán cái kiếm. Khóm này là hai một thân lớn và hai coi như là măng này tính thành thân luôn rồi. Chậu này ba thân em bán là 900.000. Cây này là cây vàng cánh bầu Hải Phòng ạ. Còn anh chị mà quan tâm tới cái dòng kiếm á, thì em sẽ cập nhật cái hoa chi tiết để anh chị em mình thấy cái dòng. Đây là một cây lô hội đó. Cây lô hội này thì bông nó khá là dày. Dạ đây em có chuẩn bị cái hình ảnh hoa này. Đó, cái hình ảnh hoa là bông nó màu vàng kem đó, và kết hoa khá là dày luôn. Dạ cây này là cây vàng cánh bầu Hải Phòng. Bây giờ đang sang kiếm thì em sang luôn chỗ này, em có mấy cây kiếm bán cho anh chị mình được này. Dạ ở trước mặt em đây là cây này là cây vị hoàng. Vị hoàng là một trong những cái lan bơ cây kiếm á, khá là đẹp và phổ biến rồi, cho nên là quý anh chị mình nếu mà anh chị nào có sưu tầm thì xem thử xem ok không ha. Dạ cây này của em là một thân tơ nè, một cái măng này cũng tính bằng một thân tơ rồi. Còn chậu này anh chị mà sưu tầm thì em tính là 7,5 triệu. Và bên này cũng là một thân vị hoàng. Thân này thì hết mắt ngoài nhưng mà em khai thác mắt ngủ thì nó đang là nhú lên bằng tầm hạt đỗ rồi đó. Đó, dạ mắt ngủ này đang là lú lên rồi. Chậu này anh chị mà quan tâm tới vị hoàng chậu này thì em tính 4 triệu nhé. Dạ 4 triệu cái chậu vị hoàng này. Ở đây em có một cây kiếm nữa là em thấy không? Một măng, một mầm đang nhú ra rất là ok. Và là quan trọng là đằng sau nó có một cánh hoa. Cây này em gọi là cây hồng hoàng kiếm. Dạ cây này là cây hồng hoàng. Cây này là một trong những cái bông kiếm là khá đẹp. Dạ cái cánh bầu màu vàng, cái lưỡi màu hồng, rất là sáng luôn. Đặc điểm của cái cây này là nó đẻ rất là nhanh và cây rất là to. Cây này em nghe nuôi ổn định trưởng thành là bạn lấy 6 tới 7 sen. Vâng, và đặc biệt nó có một cánh hồng hoa về cho anh chị mình chơi luôn. Còn cái thân này anh chị mà mua thì em bán là 850.000. Cái này là cây hồng hoàng kiếm. Còn trước mặt thì em chỉ bán một vài, chia sẻ một vài cái cây kiếm. Bây giờ em trở lại bên đây em còn một vài cái combo nữa ha. Chỗ này em có một cái bảng hạc vĩ thiên cung lựa bố đó. Cây này bờ này thì em còn một bờ duy nhất thôi. Bờ này anh chị mà sưu tầm là em bán 250.000 nhé. 250.000 một bờ duy nhất. Còn trong này em có một số cái combo đó. Một cái rổ Hawaii nè, chắc cũng phải tầm 20 kg lớn nhỏ. Đó anh chị mà mua cái rổ này thì em tính là 170.000. Và em kèm tặng thêm một cái key Hawaii là biên 2 kg ha. 2 key Hawaii là biên này là em kèm theo cái rổ này. Dạ cái rổ này là em bán là 170.000. Chắc phải tầm 20 kg á. Vâng 20 kg và tặng kèm thêm cái key Hawaii là biên.
À, vâng. Ở đây em có thêm một cái bộ sưu tập thứ hai nữa, bao gồm là một một búi, cái cây này là dạ học Pháp nè. Bên đây của em là Hawaii nè. Rồi bên đây của em là hai cốc hạt vị thiên cung. Đó, em kèm tặng thêm một kỳ phi điệp nữa nha. Đó, một kỳ phi điệp năm thứ hai rồi, rất là đẹp luôn. Đó thì cái bộ sưu tập này em cũng bán là 200.000, bao gồm hạt Pháp, Hawaii, hạt vĩ thiên cung và một kỳ phi điệp năm thứ hai, rất là ok luôn. Dạ 200.000 bộ này. Vâng, một cái bộ sưu tập thứ ba em cũng bán là 200.000, bao gồm một cốc dạ hạt Hawaii nè. À, cái này là 34 thân 52 gì đó. Một cây trầm lá biên dài tầm 12-13 cm. Một cốc trầm rừng và cây trầm rừng nhé. Một cây dạ hạt, một cây dạ hạt hay là phi điệp năm thứ hai khá là đẹp. Và em tặng kèm một cái cây này là hoàng thảo vôi nha. Dạ hoàng thảo vôi. Còn cái bộ sưu tập này em cũng bán là 200.000. Đó, quý anh chị soi thử coi có thích cái mớ nào thì báo em Hằng nghe nha. Ở bên đây em còn mấy cây mấy cây này là cây vũ nữ sô-cô-la thơm. Đó, thì một cái chậu này nè, dạ đang có một cái ngồng nụ lên như thế này. Một cái chậu này cũng tương đối như thế này đó. Một cái chậu như thế này là em bán 200.000 nha, 200.000. Còn bên này nụ thì đang khá là ok tới đây rồi. Đó, một cái thân nụ này em cũng bán là 200.000. Chỉ có một cái chậu bên đây là rất là nhiều dạ hành luôn. Vâng, rất là nhiều dạ hành ung tùm. Đó, em này thì em bán là 250.000 nhé. Cũng có một ngồng hoa. Vâng, đây là cây sô-cô-la. Hôm nay em chỉ mong giới thiệu với cả nhà một vài cái cây như thế thôi. À, dưới đây em còn thêm một cái bộ sưu tập nữa nè. Ở đây em có một dạ hạt Hawaii nè. À, hai cây trầm biên vàng nè. Một cốc năm cánh trắng họng tím này đó. 1 2 3 bộ sưu tập này em cũng, ba chậu này em cũng bán là 200.000 luôn nha. Vâng, và cái này là năm cánh trắng họng tím nè. Phi điệp. Dạ phi điệp. Vâng. 1 2 3 khóm này em cũng bán là 200.000. Riêng bên này thì em sẽ tặng thêm một cái thân của dạ hạt hoa hồng. Cái thân này thì có khoảng 3 kỳ. Vâng, kèm tặng vào đây cho anh chị nha. Còn anh chị nào mà mua cái cây bên này thì em tặng cái cây phụ nữ hoàng hậu ạ. Vâng, phụ nữ hoàng hậu. Rễ nó đang là rất là ok luôn đây rồi. Cái này do vườn em chập đó. Em tặng kèm để cho anh chị mình thêm phong phú. Vâng, quý anh chị khách hàng có nhu cầu mua sắm cây gì thì cứ liên hệ cho bên em. Vâng, thì em sẽ cập nhật thông tin và trả lời sớm cho anh chị mình nhé. Số điện thoại của em Hằng nghe là 0916 582133. Rất mong cả nhà ghé thăm, tương tác, ủng hộ Lan Vườn Quảng Lộc em. Em chào cả nhà nhé. Dạ hôm nay chủ nhật đó, chúc cả nhà vui vẻ.